Có hai cái chân nó téo lại kìa. Nắm đầu, nắm đầu ra. Ờ, cũng cãi nó bằng đồ em luôn. Rồi, nhiều lắm á nghe. Coi sao, giờ đổ khách nè. Được thôi mấy cho nắm đầu đó anh. Thôi để chưa, để đi lựa một cú rồi đó. Cú nào hai cú dính đôi. À, nhỏ hơn thôi. Thấy rồi. Kéo cái áo xuống đi. Anh kéo cái áo xuống nè. Kéo áo hết ra, kéo áo hết ra. Kéo áo hết ra. Cái gì vậy? Ủa mà áo từ đâu ra, mà áo trái hả? Ừ, cái gì vậy? À, lạnh à. Lạnh tay cống luôn. Ôi, lạnh. Thôi mấy gì vậy, nhanh nha. Lạnh thì thôi á. Rồi mình xếp vô tổng nha, mình thò đừng có cắt. Cái củ nào bự á, bự thôi, bự bự á. Thôi, go, thở lên. Mạnh lên. Mình tách chỗ này ra, tách hai chỗ đó nổi không? Đây chưa? Ai mày giờ? Trời. Ai giờ ai quay ra nè. Ê. Ê. Đi nè. Dạo ngay cô cãi đó. Ôi. Ê. Đi trước đi. Đây lạnh quá. Con dịch tại ơi. Lạnh quá chị ơi, rước em ra. Rớt kìa, rớt lá kìa. Rớt lá kìa. Anh lượm vô em với anh Thảo. Cậu thành tinh rồi. Ở dưới đây vui thiệt á. Chú, chào, chú hết rồi hả? Cũng chân xăm vậy á. Cũng xăm vậy á. Tắt nha, anh tắt nha. Ủa mà sao hai cái này?